Mẹ Meghan lần đầu xuất hiện sau vụ rượt đuổi ở New York. Hai tháng sau vụ bị các tay săn ảnh rượt đuổi ở New York, cùng vợ chồng con gái, bà Doria Ravin cùng một người bạn đi xem triển lãm của nghệ sĩ đăng ảnh Honor Titus ở Beverly Hills, California. Bà Doria Ravin, mẹ Meghan Markle, nữ công tước xứ Sussex, có mặt tại phòng trưng bày nghệ thuật Gagosian ở Beverly Hills vào ngày 20 tháng 7. Huấn luyện viên yoga 66 tuổi mặc giản dị với bộ giam siêu màu đỏ cam, kết hợp cùng dép xăng đan và vòng cổ bằng vàng. Sau khi xem các tác phẩm của nghệ sĩ đăng ảnh Honor Titus, bà Doria cùng bạn đến ăn tối tại nhà hàng Il Forneo gần đó. Chuyến tham quan triển lãm của bà Doria không có Meghan và hoàng tử Harry đi, cùng dù Honor Titus là nghệ sĩ có mối liên hệ với hoàng gia Anh. Honor là một trong số 10 nghệ sĩ được vua Charles III ủy quyền để tạo ra những bức chân dung về thế hệ nhập cư Windrush sau Thế chiến II của khối thịnh vượng chung. Đây là lần đầu tiên bà Doria xuất hiện trước công chúng sau vụ việc bà cùng Meghan và Harry bị các tay săn ảnh rượt đuổi trên đường phố New York hồi tháng 5. Khi đó, bà cùng vợ chồng Harry tới lễ trao giải Women of Vision Award, nơi Meghan được vinh danh nhờ những đóng góp trong phong trào nữ quyền. Bà Doria và Meghan có mối quan hệ gắn bó suốt nhiều năm, dù nữ công tước xứ Sussex từ mặt cha và chị gái cùng cha khác mẹ. Bà Doria luôn xuất hiện trong các thời khắc quan trọng nhất đời Meghan như đám cưới hoàng gia năm 2018, Meghan sinh con đầu lòng Archie năm 2019. Bà Doria cũng ở cùng vợ chồng Meghan tại dinh thự hoàng gia Frogmore Cottage để hỗ trợ họ chăm sóc con sơ sinh. Meghan nhận được rất nhiều sức mạnh từ mẹ. Bà Doria nhìn sang trọng và tự tin nhưng không phải là người khó gần. Tôi chắc chắn rằng Meghan thừa hưởng khí chất đó từ mẹ, chuyên gia trang điểm Daniel Martin, một người bạn thân của Meghan cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm 2018. Bà Doria cũng ủng hộ con gái tại lễ kỷ niệm xuất bản cuốn sách Together, Our Community Cookbook mà Meghan hỗ trợ nhằm quyên góp cho vụ hỏa hoạn tháp Grenfell. Kể từ khi công tước và nữ công tước xứ Sussex chuyển đến California năm 2020, bà Doria là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Meghan và Harry, cũng như hai con họ, hoàng tử Archie, 4 tuổi, và công chúa Lilibet, 2 tuổi. Bà Doria lần đầu công khai lên tiếng về con gái trong loạt phim tài liệu Harry và Meghan phát sóng vào tháng 12 năm ngoái. Chúng tôi đang nói chuyện điện thoại và con bé kể, mẹ ơi, con đang đi chơi với hoàng tử Harry và tôi thầm nghĩ, ôi chúa ơi, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bà Doria kể, nhận xét về con rể tương lai trong lần đầu gặp mặt, bà Doria khen Harry đẹp trai và thực sự tốt với cách cư xử thực sự tuyệt vời. Bà vui mừng vì hai con trông rất hạnh phúc nhưng cũng lo lắng rằng cuộc tình này là một thử thách. Sơn Nam, theo People.